Sáng đầu tuần, giá vàng bùng nổ, sắp vượt mốc 59 triệu đồng. Giá vàng trong nước bật tăng ngay giờ mở cửa, đưa vàng miếng SJC tiến sát mốc 59 triệu đồng mỗi lượng. Mức tăng mạnh nhất ghi nhận tại các hệ thống kinh doanh đầu giờ sáng nay là 150.000 đồng mỗi lượng. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC ở mức 58,2 đến 58,92 triệu đồng mỗi lượng, mua vào, bán ra, tăng 150.000 đồng mỗi lượng trong tuần qua. Giá vàng nhận 9.999 SJC ở mức 51,65 đến 52,45 triệu đồng mỗi lượng, giữ nguyên. Công ty Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 58,25 đến 58,85 triệu đồng mỗi lượng, mua vào, bán ra, tăng 100.000 đồng mỗi lượng. Nhẫn tròn trơn 999.9 giá 51,8 đến 52,5 triệu đồng mỗi lượng, tăng 100.000 đồng mỗi lượng, mua vào, bán ra. Tại Hà Nội, Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết vàng miếng ở mức 58,2 đến 58,85 triệu đồng mỗi lượng, mua vào, bán ra, tăng 150.000 đồng mỗi lượng. Sáng mùng 8 tháng 11, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 1.819,01 đô mỗi ao, tăng nhẹ so với kết phiên cuối tuần trước. Theo Reuters, giá vàng hôm nay nối dài chuỗi phiên tăng trong bối cảnh đồng USD giảm giá. Chỉ số USD đã giảm 0,4% so với mức đỉnh hơn một năm vào thứ Sáu, giúp củng cố sức hấp dẫn của vàng. Tuần trước, kim loại quý đã tăng tới 1,5% vào thứ Sáu. Mặc dù báo cáo bảng lương của Hoa Kỳ tốt hơn dự kiến cho thấy hoạt động kinh tế đang lấy lại đà vào đầu quý 4. Trên thị trường tiền tệ, sáng mùng 8 tháng 11, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm USD ở mức 23.123 đồng mỗi đô, giảm 10 đồng so với phiên trước. Tại Ngân hàng Vietcombank, hội sở chính, giá USD được niêm yết mức 22.540 đến 22.770 đồng mỗi đô mua vào bán ra, cũng giảm 10 đồng so với trước đó.